Giáo dục địa phương 6 tuần 13 và tuần 14, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu về top 8 du lịch tìm hiểu lịch sử tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhắc đến du lịch Hà Nội, người ta sẽ nghĩ đến những vẻ đẹp cổ kính, thêm chút mộng mơ và bình yên đến lạ. Còn khi nhắc đến địa điểm tham quan thành phố Hồ Chí Minh, ai cũng háo hức với sự hoa lệ, sầm uất trên từng con phố. Nhưng tại nơi đây cũng có rất nhiều những công trình mang ý nghĩa lịch sử quan trọng của đất nước. Những công trình tồn tại cả trăm tuổi, mang đến nét đẹp cổ kính, nét đẹp lịch sử cho vùng đất. Thì trong tiết này, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu 4 địa điểm sau đây. Các em quan sát và các em có nhận ra được 4 địa điểm đó là những địa điểm nào không nào? Thì đó là những địa điểm sau đây. Thứ nhất là Dinh Độc Lập. Thứ hai là Bến Nhà Rồng. Thứ ba là Nhà thờ Đức Bà. Và thứ tư là Nhà hát thành phố. Đầu tiên, cô và các em cùng tìm hiểu về Dinh Độc Lập. Dinh Độc Lập là một trong những điểm hấp dẫn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh cho những du khách yêu thích nghệ thuật và kiến trúc. Nơi đây là biểu tượng của chiến thắng, hòa bình và sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Việt Nam. Công trình được thiết kế theo phong thủy và kiến trúc phương Đông nhưng lại rất hiện đại. Tham quan Dinh Độc Lập, du khách có thể chiêm ngưỡng tận mắt nhiều vật phẩm từ chế độ cũ cũng như những chứng tích ghi dấu thời khắc ngày độc lập 30 tháng 4 năm 1975. Thì hình ảnh dưới đây chính là xe tăng của bộ đội ta húc đổ cổng Dinh Độc Lập ngày 30 tháng 4 năm 1975. Dinh Độc Lập là một công trình kiến trúc độc đáo của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ. Dinh được khởi công xây dựng ngày 1 tháng 7 năm 1962 và khánh thành vào ngày 31 tháng 10 năm 1966. Dinh được xây dựng trên diện tích 4.500 m², diện tích sử dụng là 20.000 m², gồm có 3 tầng chính, 2 gác lửng, tầng nền, 2 tầng hầm và một sân thượng cho máy bay trực thăng đáp xuống. Bên ngoài hàng rào phía trước và phía sau dinh là hai công viên cây xanh. Giữa những năm 1960, đây là công trình có quy mô lớn nhất miền Nam và có chi phí xây dựng cao nhất, 150.000 lượng vàng. Tầng hầm chịu được anh kích của bom lớn và pháo. Tiếp theo, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu về Bến Nhà Rồng. Thì đây chính là hình ảnh Bến Nhà Rồng được chụp từ trên cao xuống. Bến Nhà Rồng ban đầu gọi là trụ sở công ty vận tải Hoàng Đế, được khởi công xây dựng ngày 4 tháng 3 năm 1863 và hoàn thành trong một năm. Kiến trúc tòa nhà theo phong cách kiến trúc phương Tây, nhưng trên nóc nhà gắn hai con rồng lớn bằng đất nung tráng men xanh, châu đầu vào mặt trăng theo mô típ lưỡng long chầu nguyệt, một kiểu trang trí quen thuộc của đình chùa Việt Nam. Từ năm 1975 đến nay, trụ sở của Thương cảng Nhà Rồng được chính quyền Việt Nam xây dựng lại, trở thành khu lưu niệm Hồ Chí Minh. Đến năm 1995, khu di tích này tiếp tục được tu sửa và đổi thành Bảo tàng Hồ Chí Minh. Vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên tên Nguyễn Tất Thành đã xuống tàu xin làm phụ bếp để có thể sang châu Âu, đánh dấu bước ngoặt cho con đường giải phóng dân tộc của Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng tượng đài Nguyễn Tất Thành đứng giữa sân Bến Nhà Rồng, nhìn về hướng bắc phía sông Sài Gòn với quyết tâm đi tìm đường cứu dân tộc. Và địa điểm thứ ba chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đó chính là Nhà thờ Đức Bà.
Ngay sau khi chiếm được Sài Gòn năm 1859, Pháp đã gấp rút cho lập nhà thờ để làm nơi cử hành thánh lễ cho người Công giáo. Sau 3 năm, công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng và tiêu tốn hết khoảng 2.500.000 franc Pháp theo tỷ giá bấy giờ. Năm 1895, nhà thờ xây thêm hai tháp chuông, mỗi tháp cao 57,6 m và có 6 chuông đồng lớn. Trên đỉnh tháp có đính một cây thánh giá cao 3,5 m, ngang 2 m, nặng 600 kg. Tổng thể chiều cao từ mặt đất lên đỉnh thánh giá là 60,5 m. Đây là công trình kiến trúc có giá trị thẩm mỹ, lịch sử và văn hóa sâu đậm. Nhắc đến Sài Gòn là nhắc đến nhà thờ Đức Bà. Nơi đây trở thành nơi tham quan, địa điểm chụp ảnh đông đúc nhất trong thành phố. Địa điểm thứ tư, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu đó chính là nhà hát thành phố. Nhà hát thành phố là nhà hát thuộc loại lâu đời theo kiến trúc Tây Âu và được xem như một địa điểm du lịch của thành phố Hồ Chí Minh. Nhà hát được khởi công và đến ngày 1 tháng 1 năm 1900 thì khánh thành. Năm 1998, nhân dịp 300 năm khai sinh Sài Gòn, nhà hát lớn thành phố Hồ Chí Minh được tu bổ bảo tồn phong cách kiến trúc ban đầu, với một số trang trí điêu khắc nổi ở mặt tiền như tượng nữ thần nghệ thuật, các dây hoa, vân vân. Được phục chế, đồng thời trang bị hệ thống chiếu sáng mỹ thuật về đêm. Đến năm 2009 thì hoàn thành. Nhà hát lớn thành phố là trung tâm biểu diễn nghệ thuật hoành tráng nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là công trình kiến trúc mang dấu ấn Đông Dương, hoài cổ, sang trọng, một địa điểm chụp ảnh check-in khá nổi tiếng. Nếu bạn yêu thích văn hóa dân tộc, có thể đến đây xem các show biểu diễn. Mỗi ngày lại có các show chủ đề khác nhau. Những vật dụng truyền thống, những câu chuyện dân tộc, hình ảnh người Việt Nam, vân vân đều được tái hiện qua những tác phẩm đặc sắc, ý nghĩa. Về nhà, các em hãy trả lời cho cô câu hỏi sau đây. Trong 4 địa điểm mà các em đã được nghe cô giới thiệu trong video, các em mong ước đến địa điểm nào hay yêu thích địa điểm nào nhất? Vì sao? Và các em có thể tìm hiểu thêm trước cho cô về 4 địa điểm du lịch tìm hiểu lịch sử ở thành phố Hồ Chí Minh mà tuần sau cô sẽ giới thiệu với các em. Đó chính là 4 địa điểm sau đây: Bưu điện thành phố, chợ Bến Thành, chợ Lớn và địa đạo Củ Chi. Cô chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong tiết học giáo dục địa phương 6 tuần sau nhé.